Đây là chi tiết nguyên cái nắp bút, nguyên cây bút bằng 4 số rút ra AU750. Đây là bằng trắng nè, đây là bằng hồng, đây là con rồng, và trên con rồng 3D này có hai con mắt là bằng đá ruby. Và cũng như những clip trước thì một bạn đeo bao tai để thể hiện sự đẳng cấp của thương hiệu luxury Kỳ Lân. Và Kỳ Lân thì xin phép Kỳ Lân sẽ dùng tai không đeo bao tai để mà mình review thực tế, để khi quý khách xem qua video cảm nhận được khi chúng ta cầm trực tiếp vào sẽ như thế nào để dễ hình dung hơn ạ. Rồi, kể cả cái phần mà quay cài bút này, để mà chúng ta khi bọc vào, đeo vào túi áo cũng được làm từ vàng nguyên khối rút ra, và đây là vàng trắng. Cái phần trên đầu nắp bút thì Kỳ Lân có khắc cái logo vương miện của Kỳ Lân, nguyên cụm logo luôn, logo vương miện Kỳ Lân Luxury.